không hả? Không biết. Hỏi cái cây này cây đừng hay cây giá. Con tre dù như thế nào vậy con? Đừng cho ba. Trời ơi. Đưa mấy chụp hình. Nè cho máy anh. Đang quay phim. Chơi đưa máy còn chơi. Dữ gì? Máy không phải làm gì? Mấy chị nè. Hả? Dép nước chị. Dép nước con đâu? Sắp hết rồi. Nga ơi, xin Nga hãy khép vào. Hãy khép vào. Tại vì có những nỗi buồn, có những có những nỗi buồn. Hôm bữa Thúy lên nhà của bác Thúy nhà đã nha. À, có ai nó bò phía sau đó. Trời, té lả luôn. Hồi nãy có hai con đó, con cửa ra. It's not even that good of a picture. Cam did alright. You can blackmail her. I mean, just kidding. Your dad's like, oh, I'm peachy. Trời ơi, nãy có cái cốt chuối mà mình không quay được. Mình không có bấm quay. Phương, sẵn không? Quẩn không? Không bất kỳ. Bất kỳ. Quá đại. Anh ngồi anh quay bất trí cho em. Cô bé đó cô không sợ lạnh, cô bơi. Thấy không anh? Dễ sợ hả? Thấy không? Nè, sướng chưa? Đấy. Đi chơi thiên nhiên mà có được bất trí nè nè. Wow. Bất trí kiểu mới nha, bất trí bằng anh tên nè. Bất trí kiểu San Jose. Bất trí chưa bao giờ thấy.